Huy xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Thì hôm nay Huy sẽ giới thiệu đến các bạn một chiếc xe Innova được sản xuất năm 2017 số sàn nha, màu đồng ánh kim, biển số thành phố luôn các bạn. Biển số này thì cũng rất là đẹp các bạn, số tuyến đây các bạn có thể xem 51G32345. Anh chị và các bạn nào có hộ khẩu ở thành phố thì không phải lo về chi phí 20 triệu phần phí biển số nha. Tình hình ngoại thất cũng như nội thất của chiếc xe còn rất là đẹp các bạn. Còn về vấn đề gầm điện máy, hệ thống lạnh đồ thì các bạn hoàn toàn yên tâm. Do xe này thì được bảo dưỡng rất là kỹ tại Toyota Hiro Shima Tân Cảng Minh Huy là từ lúc mua cho đến là hiện tại bây giờ luôn. Các bạn có thể xem về phần ngoại thất, chủ xe có dán phim cách nhiệt ha. Cái này nắp xăng thì chủ xe cũng có dán cái miếng ốp chrome này. Rồi phần phía sau thì đây, ở phía cản sau thì Minh Huy mới vệ sinh, mới tháo bỏ cái nẹp ha, cản sau. Cái đó vệ sinh lại là sạch sẽ các bạn, không sao hết. Rồi camera gear đầy đủ ha. Đó, vỏ sơ cua. Vỏ sơ cua còn hai vỏ sau đây. Rất là dài nha các bạn. Này mua xe mua ở bên chỗ Huy luôn nha các bạn. Có dán chữ HT. Ngoại thất rất là đẹp các bạn ha. Thì đối với chiếc xe sản xuất năm 2017 này thì vẫn được ngân hàng tài chính Toyota hỗ trợ cho vay nha các bạn. Cho nên là các bạn nào mà có nhu cầu mà mua xe về chạy dịch vụ hoặc là chạy gia đình mà còn thiếu ít tiền nữa thì liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn về cái khâu làm ngân hàng. Đây mình xem về phần nội thất bên trong. Rồi Huy mời các bạn xem về phần nội thất bên trong của xe. Nội thất màu đen nha các bạn. Mọi thứ rất là sáng sủa và sạch sẽ nha. Đó, các da ghế cũng như là phần nỉ ở phía dưới này các bạn có thể thấy được cái độ sạch sẽ cũng như là độ sáng của cái chi tiết này. Xe thì có bọc trần này, ni lông trần các bạn ha. Đây. Keo trùng và các chi tiết khung thì còn nguyên vẹn nha. Đó, các bạn có thể thấy được cái độ sáng của chó đèn và các chi tiết. Góc sàn ha, rất là sạch nha các bạn. Rồi mời các bạn xem ở dãy ghế giữa cũng như là phía trước thì nội thất như thế nào. Đây các bạn, tắp bi màu đen với cái phần mà bằng da may ở trên cũng là màu đen luôn. Rồi các bạn có thể xem ha, ghế màu nâu rất là sạch sẽ, khá là mới các bạn. Chủ xe giữ cũng rất là kỹ đây. Các bạn nhìn các bạn có thể thấy được. Đây, dưới thảm này các bạn xin sơ dưới thảm nha. Mọi chi tiết còn rất là sáng sủa và sạch sẽ nha. Xe thì có gắn DVD các bạn. Đó, DVD. Thì xe này thì có chế độ Eco và Power. Mọi thứ rất là chỉnh chu nha các bạn. Đây. Về tắp lô thì chủ xe có dán thêm một cái miếng lót cách nhiệt ở phía trên. Tắp bi thì không có bị trầy xước gì nha các bạn. Khá là ok. Rồi thì Huy giới thiệu sơ cho các bạn về chiếc xe Innova sản xuất năm 2017 này, biển số thành phố. Thì bên Huy đang chào bán với giá là 575 triệu nha các bạn, 575 triệu. Cho nên là các anh chị và các bạn nào đang có nhu cầu muốn tìm xe để chạy dịch vụ cũng như là chạy gia đình thì vui lòng liên hệ. Huy có thể tư vấn rõ hơn về giá cũng như là về cái thủ tục để sở hữu chiếc xe này.
Rồi bên Huy thì cam kết xe không bị đông đụng, không bị ngập nước nha các bạn. Cho nên hoàn toàn yên tâm về chất lượng mà ở bên Huy cung cấp cho các bạn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo ạ.